Mới đây, Ford Việt Nam đã đưa ra chương trình giảm giá vô cùng hấp dẫn dành cho dòng Ford Explorer nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ và mức giảm giá lên đến 440 triệu đồng tiền mặt và trừ trực tiếp vào giá bán. Với chiếc Explorer thì đang có giá niêm yết là 2 tỷ 439 triệu đồng và khi chúng ta nhận xe thì chúng ta chỉ phải thanh toán với giá mức giá là 1 tỷ 999 triệu đồng. Và theo đó thì giá lăn bánh của chiếc xe này ở tỉnh chỉ là 2 tỷ 249 triệu đồng. Và lăn bánh ở Hà Nội là 2 tỷ 319 triệu đồng, một mức giá vô cùng hấp dẫn. Hiện tại khi mà truyền thông chưa rộng rãi thì số lượng xe vẫn còn tương đối đủ để giao và tại thời điểm này thì chúng tôi vẫn còn đủ màu để giao từ quý vị như là màu đen, màu trắng và màu đỏ. Tuy nhiên thì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, một vài hôm nữa thôi khi mà truyền thông rộng rãi thì có lẽ là số lượng xe nó sẽ giảm đi rất nhiều. Về bản chất thì cái xe này nó cũng không có nhiều tồn kho ở trên toàn quốc, chỉ nó chỉ có khoảng độ mấy chục xe thôi. Đấy thì nếu như mà quý vị đang có nhu cầu đặt mua xe thì hãy nhanh tay tận dụng cái thời điểm này để mình đặt mua xe với giá ưu đãi tốt nhất. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số hotline ở trên màn hình video, tôi sẽ hỗ trợ quý vị đặt mua cũng như là hỗ trợ về kỹ thuật tốt nhất nhá. Và bây giờ thì tôi mời quý vị cùng xem nhanh lại cái thông số kỹ thuật cũng như là option của phiên bản Explorer đang được bán tại thị trường Việt Nam nhá. Ford Explorer được bán tại thị trường Việt Nam với một phiên bản duy nhất, đó là bản Limited. Chiếc xe này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, được trang bị động cơ xăng dung tích là 2.3 lít tăng áp với công suất máy là 301 mã lực. Đi kèm với đó là hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh. Explorer thì được thiết kế với khung gầm nguyên khối, khung gầm liền khối với chiều dài rộng cao lần lượt là 5m, rộng 2m và cao là 1m8. Khoảng sáng gầm xe là 200mm và khoảng cách trục là 3,25m. Thì sơ bộ về thông số chúng ta sẽ có một chiếc xe không phải là cao quá, khoảng sáng gầm xe vừa đủ dùng. Và với một cái thông số như thế này thì đảm bảo đây là một xe vận hành sẽ rất là mượt mà và chắc chắn trên mọi cung đường quý vị anh chị ạ. Ở phần đầu xe thì chúng ta sẽ thấy một cái thiết kế mới, mượt mà hơn, trau chuốt hơn và đương nhiên rồi sẽ là hiện đại hơn rất là nhiều. Cụm đèn thì được trang bị cụm đèn pha full LED với đầy đủ các công nghệ như là tự động bật tắt và tự động chuyển pha cốt. Với đó thì vẫn có giải LED ban ngày. Ở đèn gầm thì chúng ta có đèn gầm cũng là dạng LED ở phần phía dưới đầu xe, 4 cảm biến va chạm. Đấy, và cái cảm biến này thì được sơn cùng màu với mùng màu sơn rất là đẹp và không quá lộ. Ở phần chính giữa đầu xe rất là nổi bật với mặt ca lăng dạng tổ ong và thiết kế lượn theo cụm đèn, nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Logo Ford và ở bên dưới logo thì có camera trong cái bộ camera 360. Ở phần bên dưới thì chúng ta có một cái radar hỗ trợ cho việc giữ khoảng cách với xe trước khi quý vị di chuyển trên cao tốc. Và ở đằng sau mặt ca lăng này là hệ thống cánh gió thông minh sẽ tự động đóng mở theo thời tiết bên ngoài để làm tăng cái nhiệt độ của động cơ nhanh nhất, tăng hiệu suất nhanh và tiết kiệm nhiên liệu. Ở phía trên lắp cabo thì lắp cabo của phiên bản Explorer mới được làm bằng hợp kim nhôm rất là nhẹ nhằm giảm cái trọng lượng của xe và cũng là tiết kiệm nhiên liệu. Với cụm kính lái thì quý vị có thể thấy đây là kính lái chống ồn và không chỉ kính lái đâu, ở hai cái kính ở bên lái xe và phụ xe cũng là kính chống ồn nhằm giảm tối đa cái tiếng ồn môi trường vọng vào khoang xe khi mình di chuyển ở tốc độ cao. Ở vần khoang động cơ của Explorer quý vị có thể thấy một thiết kế rất là mới mẻ và gọn gàng, khúc nào ra khúc đấy. Điển hình là động cơ thì với Explorer phiên bản mới, động cơ đã thiết kế lại đặt dọc và ưu tiên dẫn động cầu sau. Và với cái thiết kế đặt dọc này thì cái động cơ nó sẽ tiến sát vào trong phía giữa xe, giúp cho tăng cái trọng tâm của xe lên, xe sẽ vận hành rất là chắc chắn. Ở phần hai phía bên trụ bánh xe, đây, cái phần trắng trắng này thì đã được thay thế bằng trụ bánh xe hợp kim nhôm, giúp cho chiếc xe này sẽ giảm cái trọng lượng khi mà thiết kế cái trụ bánh xe bằng hợp kim nhôm này. Ở phía bên trái quý vị thấy đây là chỗ để ắc quy, ở phía bên phải để hộp cầu chì và hộp điều khiển. Thế như vậy thì với một cái thiết kế này rất là chắc chắn và an toàn cho chiếc xe, an toàn với cả thời tiết, với cả các cái yếu tố môi trường. Ngoài ra thì ở vách đều có là vách cách âm và có các cái tấm để hấp thụ tiếng ồn giữa khoang động cơ với khoang lái xe quý vị anh chị nhé. Đó, đây là toàn bộ cái thiết kế ở khoang động cơ của chiếc Explorer 2022 mới này.
Tiến đến phía thân xe thì chúng ta sẽ rất là ấn tượng với thiết kế bên thân xe với hai đường gân chạy dọc thân xe. Thì với cái đường gân này nó sẽ cho chúng ta một cảm giác chiếc xe rất là mạnh mẽ, rất là khỏe khoắn. Và cùng với cái thiết kế này nó sẽ giúp cho cái phần bên hông xe cứng cáp hơn, nó chịu cái va chạm tốt hơn nếu như mà chẳng may chúng ta bị va chạm ở trên chiếc xe này. Với lốp xe thì Explorer được trang bị cụm la răng lốp 20 inch, la răng đa chấu mạ chrome sáng bóng. Và lốp xe thì Explorer dùng lốp Michelin, một loại lốp mềm, êm và có công nghệ là tự vá. Ở trong lốp này được trang bị sẵn, được đổ sẵn keo, nếu như với các cái vết mà thủng nhỏ thì Explorer sẽ tự động vá các cái vết thủng như là đinh. Rất là thuận tiện cho quý vị anh chị khi mình lưu thông, chẳng may mà xe của mình bị dính đinh đúng không ạ? Đó. Ngoài ra thì quý vị anh chị thấy cái thiết kế của Explorer mới rất là khôn, các cái vị trí mà chịu va chạm sẽ được thiết kế bằng nhựa cứng, nó sẽ giảm tối đa cái hỏng hóc khi mà xe của mình bị va chạm. Còn ở phần phía bên kính lái, bên lái và bên phụ thì là đều là kính chống ồn. Nhưng có một điểm rất đặc biệt là cái hàng kính thứ hai, thứ ba thì là đều là kính chống nhìn xuyên thấu quý vị anh chị nhé. Đấy, đấy thì khi mà chúng ta đứng ở ngoài thì chúng ta sẽ không nhìn thấy ở bên trong xe của mình đâu, và chỉ có ở trong xe mới nhìn ra được. Đó thì cái hàng kính thứ hai này, hàng ghế thứ ba này và kính ở đằng sau xe đều là kính chống nhìn xuyên thấu. Còn nữa, với Explorer thì gương chiếu hậu là màu đen và trên gương thì được trang bị là xi nhan LED này, có camera 360 này, có đèn soi bước lên xuống này, và có cả tính năng là cảnh báo điểm mù cho lái xe. Đây, ở trên này nó sẽ có nhấp nháy vàng khi mà chúng ta đi mà có xe vượt. Đó. Với Explorer thì cái việc mà chúng ta mở cửa lên xuống xe nó trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Quý vị anh chị chỉ cần là cầm chìa khóa theo người và muốn mở xe thì chúng ta chạm vào đây. Muốn khóa xe chúng ta chạm vào đây. Và muốn mở xe chúng ta chạm vào đây. Và cả bốn cái tay nắm cửa thì chúng ta đều có thể làm được việc đó, rất là thuận tiện. Đó, đúng không quý vị chị? Và với cái Explorer này thì vẫn cái trang bị đó là hàng cái bảng mã số ở trên cánh cửa lái thì sẽ giúp cho chúng ta là mở được xe, lấy được đồ, nhưng mà chúng ta cũng không đi được. Đó, trường hợp mà lái xe đi ra ngoài mà cầm theo chìa khóa mất rồi thì ta có thể là mở được. Với Explorer thì chìa khóa thông minh, khởi động start top và có tính năng là đề nổ từ xa. Đây em sẽ thao tác để quý vị chị xem luôn. Đó, quý vị chị thấy chưa? Đấy, thì chúng ta hoàn toàn là có thể là đề nổ từ xa. Nếu như vào trời mùa hè thì xe nó sẽ làm mát rất là nhanh chóng khi quý vị anh chị ra xe. Và ngoài ra thì trên Explorer thì cũng còn được trang, trên chìa khóa thì cũng được trang bị là hạ kính. Đây, anh chị có thể nhìn. Tuy nhiên thì nó chỉ hạ kính lái và nó không lên được. Đó, đây là một cái điểm mà đáng nhẽ ra nhà sản xuất phải trang bị là hạ được, nhưng mà cũng phải lên được nữa thì sẽ hợp lý hơn. Ngoài ra chìa khóa chúng ta vẫn có thể là mở được cốp. Đấy, như những cái công nghệ như này thì từ Explorer đời cũ đã được trang bị rồi quý vị anh chị nhé. Đây, và sẽ đến phần cốp sau luôn. Thì với cái cốp sau này thì chúng ta có thể là mở bằng chìa khóa được này, mở đá chân, mở cốp và mở bằng nút bấm được. Đó. Và đây là thiết kế phần phía đuôi xe của Explorer 2022, cụm đèn hậu dạng chữ C nhưng mà vẫn là bóng halogen quý vị anh chị nhá. Với chữ Explorer được mạ chrome nhìn rất là nổi bật. Ở phía dưới là cụm camera lùi và camera này có chức năng là rửa cam. Tiếp đến phần dưới nữa thì chúng ta sẽ có một cái nẹp cốp để tránh cái việc là chảy xước khi mà quý anh chị mình để hàng lên, để đồ lên. Ở dưới là cụm ống xả kép. Đấy, ống xả này là ống xả thật chứ không phải là ống xả kép giả đâu ạ. Và cái ống xả này thì nó thiết kế rất là thông minh, tức là như thế này, quý vị anh chị có thể là nhìn đấy, nó không xả thải ra đây đâu mà nó sẽ xả thải xuống dưới này. Đấy, thì đây là một tính năng rất là nhân văn, nó sẽ giúp cho cái người đi ở đằng sau mình không bị hứng những cái khí thải của chiếc xe này đâu ạ. Tiếp đến chúng ta sẽ khám phá cái khoang sau của Explorer 2022. Thì quý vị anh chị thấy đây, đây là cái khoang sau này, hàng ghế thứ ba. Thì chúng ta nếu như mà chúng ta đi đủ người, chúng ta vẫn có một cái khoang để đồ tương đối là rộng rãi. Anh chị có thể để được
3-4 cái vali ở phía đằng sau như thế này. Đấy, ở đây thì cũng có một cái tấm và dưới này là chỗ để lốp dự phòng quý vị anh chị nhá. Đây ạ. Đó, và nếu mà chúng ta cần thêm một mặt phẳng nữa thì chúng ta có thể là đặt cái tấm này lên trên như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ có một mặt phẳng như thế này. Đó. Và hàng ghế thứ ba thì vẫn rất là xịn sò với cái công nghệ là đóng mở bằng nút bấm điện. Đấy, mở thẳng xuống đây, ở phía bên phải xe thì sẽ trang bị hai cái nút bấm để chúng ta gập ghế ạ. Đó, quý anh chị có thể thấy. Và khi gập ghế xuống thì chúng ta sẽ có một mặt phẳng như thế này. Đây. Anh chị có thể nhìn. Đấy, khi mà chúng ta gập hàng ghế thứ ba xuống thì chúng ta sẽ có một mặt phẳng như thế này. Hàng ghế thứ ba và hàng ghế thứ hai gập thì một mặt phẳng như thế này thì có sẽ chúng ta khi mà đi đường dài mà có trẻ con, có em bé thì chúng ta có thể thiết kế một cái đệm hơi để lên đây nằm rất là thoải mái. Đó, đây. Toàn bộ cái khoang sau khi mà chúng ta gập hai cái hàng ghế xuống. Và nhân tiện khi mà chúng ta vẫn gặp hàng ghế thứ hai thì em sẽ giới thiệu luôn quý vị anh chị cái hàng ghế thứ ba, cái chỗ ngồi. Thì Explorer mới thiết kế rất là thông minh, cái bậc bước lên xuống đây của mình đây. Mình sẽ bậc bước lên đây và để vào hàng ghế thứ ba rất là dễ dàng. Đây là cái chỗ ngồi của hàng ghế thứ ba. Thì như em đánh giá là cái hàng ghế thứ ba này ngồi rất là rộng rãi luôn quý vị anh chị nhá. Em thực tế thì em đã ngồi thử rồi. Đó. Và ở hàng ghế thứ ba thì cũng được trang bị rất là đầy đủ các cái hệ thống điều hòa này, có cửa gió điều hòa này và có cả các cái hộc để đồ rất là đầy đủ và tiện dụng. Đi xa thì rất là thoải mái luôn quý anh chị ạ. Ta sẽ đi khám phá hàng ghế thứ hai. Thì đầu tiên anh chị có thể xem qua cánh cửa của hàng ghế thứ hai. Đầu tiên thì cánh cửa của Explorer rất là dày rồi, dày bình bịch luôn. Với cái thiết kế nó cũng tương đối là mềm mại, xịn sò. Đấy, các cái chi tiết như là tay nắm cửa này, tay nắm này. Đấy, rất là nhiều chỗ để đồ. Và bệ tí tay của chúng ta là bệ tí tay bọc da. Đấy là cái cánh cửa. Đó. Và ở trên phần kính thì chúng ta sẽ có một cái rèm. Đây ạ. Đó, rèm, nhưng mà tuy nhiên là rèm đây thì là rèm bằng cơ thôi. Đấy, thì khi mà đi trời nắng thì chúng ta sẽ kéo rèm lên. Đấy, hoàn toàn là yên tĩnh và riêng tư. Đối với Explorer, kính chống nhìn xuyên thấu này, lại có cả rèm nữa. Yên tâm ạ. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đi tới cái hàng ghế thứ hai. Đầu tiên, với cái thiết kế hàng ghế thứ hai là thiết kế 3 ghế. Đó, 3 ghế. Với cái tỷ lệ là 35, 35 và 30. Hai ghế ở ngoài là 35, ghế ở giữa là 30. Và chúng ta có thể gập từng ghế xuống một. Đây, em sẽ thử luôn. Đó, chúng ta sẽ có thể gập từng cái ghế xuống để thuận tiện cho cái mục đích sử dụng của chúng ta. Đó, thì tuy nhiên thì đây là một chiếc xe mới, em cũng không tiện bỏ ly lông ra. Em sẽ review một cái ghế thôi. Thì với cái hai cái hàng ghế ở bên ngoài này thì chúng ta sẽ có tính năng là sưởi, nhưng mà rất tiếc thì lại là sưởi nóng. Đấy, giá mà hãng trang bị cho thông gió làm mát thì sẽ xịn hơn rất là nhiều. Đấy, và cái thiết kế lưng ghế thì lưng ghế ngồi cái hàng ghế này rất là sướng luôn quý anh chị nhá. Đây ạ. Đấy, lưng ghế thì nó có một cái đệm để đỡ cái phần đúng cái sống lưng luôn. Đó, đi xa thì vô cùng là thoải mái và không hề bị mỏi. Tới nữa, tiện ích ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ có hệ thống điều khiển điều hòa hai dàn lạnh độc lập đây, và có thêm ổ điện 230V, ổ điện lưới, ổ điện 12V là cổng sạc USB và có thêm cả cổng sạc Type-C nữa quý anh chị nhé. Đó, đấy là cái học ở cái tiện ích ở hàng ghế thứ hai, và chỗ này là chỗ để đồ được này. Tiếp đến với hàng ghế thứ hai thì chúng ta còn được trang bị thêm hai cái màn hình gối đầu nữa. Chúng ta còn được trang bị thêm hai cái màn hình gối đầu đây nữa. Đây, anh chị có thể thấy. Xe mới năm nay em cũng chưa bóc ra, thì hẹn quý vị anh chị một video gần nhất khi mà em có xe demo thì em sẽ review hai cái màn hình gối đầu này để quý vị anh chị xem. Và màn hình gối đầu này thì được trang bị thêm hai tai nghe Bluetooth độc lập quý vị anh chị nhé. Đó là toàn bộ cái thiết kế của hàng ghế thứ hai, ngồi rất là rộng rãi thoải mái và thiết kế ghế thì rất là thông minh, đỡ lưng, đi xa thoải mái, không sợ bị đau lưng đâu quý vị anh chị ạ. Và cái thay đổi mới nhất
xịn nhất và cũng là đáng giá nhất nằm ở phía trong khoang lái của Explorer 2022. Điển hình thì quý vị có thể thấy cụm cần số. Cần số thì chúng ta sẽ không có cần số nữa mà chúng ta sẽ chuyển số bằng núm xoay. Đó, có thêm phanh tay điện tử, có thêm auto hold, có thêm núm xoay 7 chế độ lái. Thì với Explorer được trang bị là 7 chế độ lái địa hình và chúng ta có thể xoay núm ở đây. Khi đó thì nó sẽ hiển thị ở trên màn hình của xe. Đấy là về cái vận hành. Còn về thiết kế thì quý vị có thể thấy một thiết kế mới, trẻ trung hơn, xịn hơn và nhiều chi tiết đáng giá hơn. Ốp gỗ này, mạ chrome ở các cái cửa gió điều hòa này, rồi hệ thống nút bấm thì được thiết kế với cái nút bấm là các cái nút điểm là nút bằng kim loại. Quý vị chị thấy rất là xịn sò, điểm nhấn. Và cái bảng điều khiển này là màu sơn màu đen bóng, nhìn cho ta một cái cảm giác rất là sang trọng. Và chưa hết, ở trên Explorer thì cái thiết kế rất là nhiều các cái hốc, cái khoang để đồ. Đây, chúng ta có thể thấy khoang để đồ này ở phía dưới màn hình. Đây, khoang để đồ này. Rồi ở đây nữa, khoang để đồ. Đây ạ, khoang để đồ. Và chúng ta ở trong này chúng ta có ổ cắm 12V, có ổ cắm USB và ổ cắm Type-C. Đấy, về phần sạc thì Explorer được trang bị thêm một cái sạc không dây ở vị trí này. Đấy ạ, chúng ta đặt điện thoại vào đây thì là nó sẽ sạc điện thoại cho chúng ta. Đấy, rất là thuận tiện đúng không quý vị anh chị? Đó, đấy là phần toàn bộ cái phần thiết kế. Đây, và ở chính giữa thì chúng ta sẽ có một màn hình 8 inch với hệ điều hành Sync 3, hiển thị cam lùi đầy đủ. Đây, và Explorer cũng được trang bị hệ thống camera 360 độ. Đó, đây. À, đây là tắt, đây là nút tắt cảm biến quanh xe này, bật tắt cam này. Đó. Đấy, sơ bộ thì quý anh chị thấy cái nội thất của Explorer thế nào? Nếu như có bất kỳ cái đánh giá nào thì anh chị có thể để lại cái phần đánh giá trong phần comment của video quý anh chị nhé. Màn hình hiển thị ở trên phía lái xe thì Explorer được trang bị một màn hình điện tử 6.5 inch, và hai bên là vẫn là màn hình là đồng hồ cơ, đồng hồ hiển thị vòng tua và đồng hồ hiển thị tốc độ. Thì với cái màn hình 6.5 inch này chúng ta sẽ có được một cái góc nhìn rất là tổng quan về chiếc xe, về vận hành xe. Đây. À, chúng ta sẽ dùng cái nút bấm ở phía bên phải vô lăng, chúng ta bấm để chúng ta quản lý xe của mình. Ngoài ra thì ở trên này còn hiển thị thêm các cái thông tin như là khi mà quý vị mình chuyển các cái chế độ lái thì nó sẽ hiển thị ở trên này. Đó, đấy là toàn bộ cái phần màn hình của trên Explorer, rất là hiện đại và đầy đủ thông tin. Và đây là vô lăng của Explorer, quý anh chị có thể thấy. Thì vô lăng được thiết kế không quá to, cầm rất là chắc tay, bọc da. Và vô lăng thì đương nhiên rồi, Explorer được trang bị vô lăng điều khiển điện. Đây, quý vị chỉ có thể thấy. Đấy, chúng ta có thể là tiến ra, tiến vào, nâng lên hạ xuống bằng nút bấm. Và vô lăng thì thiết kế là vô lăng trợ lực lái điện, rất là nhẹ nhàng, lái rất là nhạy luôn. Và ở trên vô lăng thì cái thiết kế nút bấm ở hàng nút bấm phía bên trái và phía bên phải. Thì ở bên phải chúng ta sẽ điều khiển cái màn hình 8 inch. Đây, quý vị chỉ thấy. Đó, màn hình nó thay đổi rồi đúng không ạ? Và điều khiển media, tăng giảm lệch bài, chuyển bài. Và ở phía bên trái thì cái ở phần phía bên trái vô lăng thì quý vị anh chị thấy thì ở bên trái vô lăng sẽ có trách nhiệm là mình điều khiển các cái tính năng thông minh như là ga tự động, giới hạn tốc độ, giữ lệch làn và phanh khẩn cấp. Đó, thì ở phía bên trái này và tăng giảm âm lượng. Đấy, thì trên cái vô lăng này nó khác hoàn toàn với cái thiết kế của xe Ford, của các cái dòng xe Ford khác. Bởi vì xe Ford khác thì ở bên trái là hiển thị và cài đặt, nhưng mà ở trên Explorer thì cài đặt chúng ta sẽ cài đặt ở trên cái màn hình này cơ, trên màn hình Sync 3 cơ, chứ chúng ta không cài đặt xe ở trên vô lăng đâu. Tiếp đến thì đây là cái ba cái nút, ba chế độ nhớ. Nhớ thì chúng ta sẽ có nhớ được ghế này, vô lăng này và gương chiếu hậu, mà chúng ta sẽ nhớ được ba người. Ở dưới này là cụm điều khiển lên xuống kính, và Explorer thì được trang bị là 4 cánh cửa thì đều lên xuống tự động một chạm hết. Và ở đây là cụm điều khiển đèn. Thì với Explorer điều khiển đèn nó vô cùng là đơn giản, anh chị chỉ cần xoay chuyển nó về cái nút A auto này. Đây, mình sẽ dùng núm xoay và chuyển về auto là xong. Đấy, thì Explorer được trang bị đèn pha tự động thông minh, tự động bật tắt khi trời tối, tự động hạ pha cốt khi gặp xe đi ngược chiều, rất là thông minh, giảm tải cho lái xe rất là nhiều khi mình di chuyển. Còn về hệ thống giải trí,
Hệ thống giải trí thì Explorer được trang bị 12 loa và dùng loa của B&O. Đây ạ, quý anh chị nhìn. Đó, dùng loa của B&O và âm thanh ở trên Explorer thì rất là hay luôn đó quý anh chị nhá. Và cuối cùng là hệ thống an toàn ở trên Explorer thì Explorer được trang bị 8 túi khí với hệ thống an toàn là trang bị gói an toàn Copilot 360. Cái gói này thì nó sẽ bao gồm là camera 360, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phanh khoảng cách, giữ lệch làn. Và một cái tính năng rất là hay, rất là mới trên Explorer đó là hỗ trợ đánh lái. Tức là khi mà anh chị mình lái xe gặp nguy hiểm phía trước, mình đánh lái mà chưa hết thì xe sẽ hỗ trợ thêm một lực nữa đánh lái để cho xe thoát khỏi cái khả năng va chạm với cái xe đằng trước nhá, quý anh chị nhá. Và như vậy vừa rồi thì em Sơn có giới thiệu tới quý vị anh chị chiếc xe Explorer 2022 màu trắng và giới thiệu sơ qua về thông số kỹ thuật cũng như là các trang thiết bị option ở trên xe. Nếu như quý vị anh chị mình có nhu cầu tìm hiểu đặt mua chiếc xe thì có thể gọi điện cho em Sơn theo số điện thoại em để trên màn hình video ạ. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.